Hello cả nhà, bây giờ cả nhà theo chân em đi hái dưa gang nha. Giờ mình đợi nắng lên. Đợi nắng. Theo chân chị hai em đi hái dưa gang. Đi qua đây con. Kiên đi ông Kiên. Kiên ơi. Trời ơi, bí hôm nay nụ quá trời luôn rồi. Mới có trái hả hai? Mới có trái nhỏ nè. Nắp nụ luôn, đây nữa nè. Quá trời trời, tùy bạn nó. Một dây này mà nó tốt quá trời. Mập ú u luôn. Đi chừng đạp phía dưới chân nghe thơ thư. Dưới chân ông sáu trồng cây. Bên đây là bên vườn nhãn cả nhà. Giờ nhãn là bông quá trời bông nè. Nè Thư đi trước với con hai đi. Quá trời bông nè. Này chưa có trái, không có bông. Vườn bên đây thì vườn sáo hay trồng mấy cây rau để ăn. Ủa bí, này có trái nè hai. Trái bí nè. Đó, đựng trái nữa nè. Nhìn. Nhìn. Trái bí nè cả nhà ơi. Bự chưa mấy trái luôn á. Trái nhỏ chút xíu dễ thương. Mà nó màu vàng nó mới chín. Thấy cưng ha. Thơm lắm, dưa này thơm lắm. Đây nè, trái nè. Ăn nó dễ. Ôi rồi. Nó bị con gì ăn rồi. Qua đây. Đường đi nó hơi khó. Ôi. Trời nó đã rồi nè. Mấy trái màu vàng này hai trái. Được. Hai trái vàng ươm luôn. Nhắc cái cuốn này. Bên kia nó thức cái dây luôn quá. Hả? Hả? Trời ơi chó. Quên đi cái kéo chết mẹ, đứt cái dây cái. Đứt cái dây. Cái queo qua dây ống chữ chết luôn. Trời. Vậy biết sao không? Để cái chừng nào nó rụng cái cuốn này nè. Nó rụng ra còn tròn quay vậy nè là nó mềm là ăn được. Cái này lấy không? Thắng đi. Để hết bữa ra cái này nó bị chín quá. Nè chị hai. Nó mà phải màu vàng vậy nó mới thấy vậy nó lâu chín nha. Ôi mà không có phân thuốc gì trơn, trái xấu quá. Thôi nhưng mà vậy ăn thơm rồi. Quá trời thơm luôn. Thấy không Thư? Mấy cái lỗ này hai trồng gì hai? Đậu hả hai? Đậu. Vườn có một phút rồi cả nhà, nhưng mà chị hai trồng mấy trái dưa ghe. Vườn sáu trồng. Ăn nó thơm dữ lắm. Sao trồng trồng hành lá nè. Trái xạ. Đây hành lá. Trời ơi. Cây này gần nhà. Quá trời rồi. Thôi bỏ nhỏ lấy cái kéo đi Thư. Đi bỏ lấy cái kéo đi con. Trời ơi cả nhà, quá trời ngon luôn. Con lấy đây, lấy kéo đi. Để ủ. Bứt cái dây để ủ. Đây hai trái đó nè. Quá trời ngon rồi, nứt luôn, chín nứt luôn á hai. Vậy hả? Hả? Cái này nứt.
nhất luôn nè. Này nứt hay là chín ai? Trái này chín em mới đụng cho nó gứt luôn nè. Vô ăn liền luôn. Thơm phức luôn, cũng ăn là mấy con kiến mà ăn. Nè hai gỡ coi. Đã chưa? Thơm rồi. Cầm lật qua lật lại cái nó sức luôn. Có gì này tốt không? Cái này chưa? Cái con còn nhiều lắm. Trời Thư đi lấy kéo đó hai. Trời nó kiếm một kéo luôn. Quá chừng luôn. Hai trái nữa. Nếu không trồng mấy cái này. Ồ, mấy cây bông su đũa nó có bông hết trơn là nấu được nồi canh nữa nè hai. Ừ. Quá chừng đã chưa? Vô ăn lẩu cũng được ngon. Thử nó qua. Cái này đẹp. Quá chừng luôn được một lỗ luôn nè. Mà nó cái dưa này tên gì hay ha? Chị cũng không biết kêu dưa, giống dưa gan đó mà không biết kêu gọi là gì. Nè cô đưa cô hai đi. Nè cô hai. Hồi nãy quên nó cầm kéo này ai có biết được. Đúng rồi, cắt gì? Cắt vậy nó không có đứt dây. Ừ. Trời ơi nhìn nó mê tê lê. Thiệt là mê. Trời ơi nó ngon. Chưa có vàng không? Rồi. Rồi, vô. Đó cho chị hai. Quá trời đã luôn. Cái dầu đũa bữa hổm cháy quá trời. Mầm. Nhỏ xíu có cháy hả hai? Qua đây là nó mát liền luôn á Thư. Quá trời mát luôn. Ơi con chó. Có người ngợm nó kìa. Quá trời người mày rồi. Thiệt luôn. Dạ. Bánh hello. Mới đi hái dừa. Ở đây hái dừa nó không bị đen hả? Ừ, Sáu kêu con hái dừa. Còn bánh trong nhà không bị đen rồi. Ai tái. Ờ 4 năm trái. Đã được đã luôn. Em mà đi rồi bị ra nắng chút xíu à. Hai cái này ha nó nóng nó hừng hừng. Trời ơi nó đã đen rồi thì cỡ nào nó cũng đen. Mặn mòi mà. Mặn giỏi mà có gì đâu. Cô cháu cô. Cháu gì chị? Con bà là thứ 6, bà là thứ 7, bà nội thứ 8, bà nội thứ 9. Yeah, sáng em đang nấu mẹ nước. Nó có chồng khác rồi, ba nó có vợ khác. Có đòi thịt kho này cả nhà. Nhờ nghe không? Cảm ơn cả nhà theo dõi con video nha. Hẹn cả nhà ở video sau. Nhớ theo dõi video mới mỗi ngày cả nhà. Về nhà có phụ về.